Không có mưa. Hiện tại trời đã đổ hột rồi. Nhanh ghê luôn á, rất là nhiều bạn muốn xem nữa. Không chịu thả luôn. Ông chủ đó, 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 ông ch
Con biết là lần này lần nào không? Biết không? No. Không biết luôn hả? Lần nổi tiếng nhất ở đây mà không biết hả? Các bạn, đó là đội lần khai tâm đường đang múa ở Phú Thứ, Tây Hòa, Phú Yên.
Đội lân khai tâm đường là đội lân lớn ở huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên. Đây các bạn thấy là đội lân này đó, chú rồng khá dài. Trước mắt các bạn đó là đội lân khai tâm đường đến từ huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên. Các bạn nhỏ tập trung ở khu vực múa lân khá đông luôn các bạn.